Thưa quý vị, sau hơn một tháng xét xử sơ thẩm ngày hôm nay, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với 254 bị cáo liên quan đến sai phạm xảy ra tại Cục đăng kiểm Việt Nam, 11 trung tâm đăng kiểm tại Thành phố Hồ Chí Minh và 3 trung tâm đăng kiểm tại Long An, Bến Tre, Sóc Trăng. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đây là vụ án tham nhũng chức vụ kinh tế có quy mô đặc biệt lớn, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng trong quản lý nhà nước đối với hoạt động đăng kiểm phương tiện xe cơ giới và phương tiện thủy nội địa. Hội đồng xét xử nhận thấy việc Viện Kiểm sát truy tố 254 bị can với 11 tội danh là có cơ sở và đúng quy định pháp luật, trong đó có môi giới nhận đưa hối lộ, giả mạo công tác tham ô tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Kỳ Hình, cựu cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam 19 năm tù về tội nhận hối lộ, 6 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, tổng hình phạt chung là 25 năm tù. Tuyên phạt bị cáo Đặng Việt Hà, cựu cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam 19 năm tù về tội nhận hối lộ. Bị cáo Nguyễn Vũ Hải, cựu phó cục trưởng Cục đăng kiểm bị phạt 4 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bị cáo Trần Anh Quân, cựu quyền trưởng phòng kiểm định xe cơ giới, phòng va, 14 năm tù về tội nhận hối lộ. Đối với 250 bị cáo còn lại bị xét xử về 11 tội danh khác nhau, trong đó có nhiều bị cáo bị truy tố từ 2 đến 3 tội danh, bị hội đồng xét xử tuyên phạt từ 1 năm tù treo đến 30 năm tù.